Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài đọc thêm Lai Tân. Tiểu dẫn. Trong cảnh tù đầy, Hồ Chí Minh đã chứng kiến bao sự thật về xã hội Trung Quốc thời Tưởng Giới Thạch. Lai Tân là nơi mà người đã trải qua trên con đường từ Thiên Giang đến Liễu Châu thuộc tỉnh Quảng Tây. Bài thơ mang tên địa danh này là bài thứ 97 trong số 134 bài thơ của tập nhật ký trong tù. Nó cho thấy hiện trạng đen tối, thối nát của một xã hội tưởng là yên ấm tốt lành. Văn bản, phiên âm: giam phòng ban trưởng Thiên Thiên Đổ, cảnh trưởng tham thôn giải phạm tiền, huyện trưởng thiêu đăng biện cộng sự, Lai Tân y cựu Thái Bình Thiên. Dịch nghĩa: ban trưởng nhà giam ngày ngày đánh bạc, cảnh trưởng tham lam ăn tiền phạm nhân bị giải, huyện trưởng trong đèn làm việc công, Lai Tân vẫn thái bình như xưa. Dịch thơ: ban trưởng nhà lao chuyên đánh bạc, giải người cảnh trưởng kiếm ăn quanh, trong đèn huyện trưởng làm công việc, trời đất Lai Tân vẫn thái bình. Nam Trân dịch Hồ Chí Minh toàn tập tập 3 sách đã dẫn. Hướng dẫn học thêm. 1. Trong 3 câu đầu, bộ máy quan lại ở Lai Tân đã được miêu tả như thế nào? Ban trưởng, cảnh trưởng, huyện trưởng có làm đúng chức năng của những người đại diện cho pháp luật không? 2. Phân tích sắc thái châm biếm mỉa mai ở câu thơ cuối. Chú ý, 3 chữ dẫn thái bình có ý nghĩa gì? 3. Nhận xét về kết cấu và bút pháp của nhà thơ. Chú thích, ban trưởng là một chức giám ngục, cảnh trưởng là cảnh sát trưởng. Trong đèn, nguyên văn là thiêu đăng, nghĩa là đốt đèn, có ý kiến cho là đốt bàn đèn hút thuốc phiện. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.